Nhà quá trời luôn á cô bác anh chị, quá trời đẹp, nhà giàu không, em to, nhà mới xây 3 4 tầng dài, tranh thủ về sớm trong đó là nắng kiểu này thì chết dở. Nhà cửa đồ đóng cũng nhiều á cô bác anh chị, đường xá thì em thấy nó không thoáng quá trời. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Phía trước cô bác anh chị đang thấy đó chính là cầu Kiệu. Bên này là vùng đất của Phú Nhuận và bên trái qua khỏi kênh Diêu Lộc là vùng đất của Tân Định quận nhất. Và con đường này là con đường Trường Sa hướng đi về khu vực Cống Bà Xếp, quận 3. Ở phía trên là bên trái là đường Hai Bà Trưng, bên phải là đường Phan Đình Phùng, tức là con đường Võ Duy Huy trước năm 75. Phía sau lưng chúng ta sẽ đi về chợ Thị Nghè, về khu Thị Nghè. Và hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2024 và hiện tại bây giờ là 10 giờ kém 20 phút. 10 giờ kém 20 phút mà cái nhiệt độ ngoài trời rất là rát cho các bác anh chị, rát da luôn, phải có cái bao tay như thế này nè. Không là về đen thui hết, chân rồi mang dép là về nhà thấy xong 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 giống như là gia nhập câu lạc bộ Juventus vậy đó. Điền vui. Đây em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và bình an. Cái nắng vào lúc 10 giờ chưa là gì so với 11, 12 giờ đâu. Và cái nhiệt độ ngày hôm nay thì dự báo có thể lên tới 96 độ F, gần tới cả 100 độ F. Rơi vào, em đi ngang cái hầm ở dưới cái cầu Kiệu nha. Nó rơi vào có khi cả 38 tới 40 độ vào giữa trưa 12 giờ 1 giờ. 8 40 độ C á. Rất là nắng luôn các bác anh chị. Vừa nắng gắt mà vừa nguy hiểm lắm. Thôi. Hôm nay á, thì em mời cô bác anh chị chạy bây giờ em sẽ quẹo cái con hẻm bên phải để ra đường Võ Duy Huy. Phan Đình Phùng á, và đi về con đường Huỳnh Văn Bánh nha. Đầu năm dạo một chút mấy cái con đường quen thuộc. Huỳnh Văn Bánh tức là con đường huyện Huỳnh Đức đó. Ở đây thì chúng ta đi thẳng về cầu Lê Văn Sĩ luôn, Trương Minh Dạng năm xưa. Ở đây em quẹo cái con hẻm này này là ra con đường Phan Đình Phùng Võ Duy Huy đó. Hẻm này là con hẻm số hình như là số 41, số 41. Và ở đây thì em sẽ quẹo trái nha, quẹo trái rồi đi về con đường Huỳnh Văn Bánh. Bên phải chúng ta lên cầu Kiệu. Sài Gòn mình thì hôm qua có một cái trận mưa buổi chiều, cũng giảm nhiệt độ bớt một chút xíu so cho những cái ngày mà quá trời nắng nóng mới chạy qua cả 20 ngày á. Ê không? Và đây là con đường Phan Đình Phùng Võ Duy Huy. Khu này bán đồ vật liệu xây dựng nội thất cũng nhiều. Em chạy chậm chậm chút xíu mời con bác anh chị ngắm cảnh dạo phố. Chúng ta sẽ đi qua chợ Phú Nhuận rồi về con đường Huỳnh Văn Bánh. Coi đầu năm có gì mới không? Để em thấy là nhiều cái con đường đầu năm người ta đóng cửa cho thuê quá trời luôn, người ta bắt đầu trả trả nhà sau Tết. Ở bên tay trái của em là một cái văn phòng cho thuê, không anh chị đâu, nguyên một tòa nhà luôn, căng cái bảng đỏ lòm. Rồi em đi ngang qua chợ Phú Nhuận. Đường Phan Đình Phùng Võ Duy Huy hôm nay thấy có vẻ cũng trống vắng ha, hơi hơi có gì đó vắng vắng nha. Nắng quá chắc là người ta trốn hết, trốn luôn thì chứ 9 giờ mấy 10 giờ có anh chị thấy cái nắng nó đã rát rát người như thế này rồi. Tí xíu nữa ai mà còn đi ngoài trời tầm khoảng 12 giờ ha, chắc lột da luôn á. Đường
Phan Đình Phùng, Võ Duy Nguy. Cô bác anh chị để ý thì thấy cái hướng bên phải á, bên phải em đang chạy lên này nó có tới 3 lane luôn nha, còn bên trái thì ngược lại 2 lane mà 2 lane nhỏ nữa. Cái dòng xe đi ngược á, nó ít hơn cái dòng xe đi hướng này, nó nhỏ hơn. Đó, cô bác anh chị thấy không? Bên kia có chút xíu, bên này to. Vậy á, mà nó kẹt xe liên tục à. Kẹt quá trời quá đất luôn. Đây đường Cô Giang vào lăng ông Võ Duy Nguy. Cô Giang lên trên kia chút xíu là Cô Bắc. Ở ngay cái vị trí này đây thì để em nhìn chị lại coi nó là con đường gì, chắc là đường Huỳnh Văn Bánh rồi đó. Ở huyện Huỳnh Đức năm xưa. Em chạy hướng về đường Đặng Văn Ngữ luôn nha. Hết đường đường Huỳnh Văn Bánh thì một vị trí sẽ là ngay con đường Phan Đình Phùng Võ Duy Nguy này. Rồi một cái vị trí sẽ là đường Đặng Văn Ngữ, tức là đường Huỳnh Quang Tiên. Và tất nhiên là hình như nó cũng thuộc Phú Nhuận luôn. Bên tay trái của em là Huỳnh Văn Bánh rồi. Đó, nhà cho thuê ngang 3.6 dài 8.5. Em chờ đèn xanh cho em chạy nha. Đi thẳng thì chúng ta lên ngã tư Phú Nhuận. Bên phải em là cái rạp bên phải em ở đây là cái rạp Văn Cầm này. Rạp Văn Cầm năm xưa nằm đối diện gần gần với lại Huỳnh Văn Bánh. Ngày nay đó là cái ngân hàng Vietin. Ui trời ơi, xe đông quá đi. Trời nắng như thế này mà quay ngược cái camera lại thôi là cô bác anh chị sẽ không thấy đường. Nó rất là chá nắng như vậy đó. Rồi em qua đường nha. Rồi xe đông quá, xe đông quá. Vừa xi nhan mà vừa đưa tay ra xin nữa mới được á. Đó, em mà chạy trên con đường Huỳnh Văn Bánh này, huyện Huỳnh Đức. Mấy ngày vào cái mùa khô hanh như thế này thì rất là dễ xảy ra cháy nổ. Và hôm qua ngày 27 đó, 27 tháng 2 đó, thì tối hôm qua 9 giờ nó cháy ở trên ngay lăng Trà Cạ đó, con đường Cộng Hòa. Một cái căn nhà người ta bán đồ gỗ ha, rồi nội thất rồi trang thờ, bàn ghế đó, bàn gỗ đó. Bên phải em là con đường Duy Tân. Đây. Cháy lớn lắm, một tiếng sau mới dập được mà. Cháy lan sang cái nhà bên cạnh nữa, cháy hết đồ luôn, may mà không có ai thương vong. Ở mùa hanh khô nắng này cứ ngày vài ngày nghe thấy có vụ cháy. Có cách đây mấy hôm á, ở ngay đường Lê Văn Lương nhà bè, ngay vị trí em ở đó, sau cây xăng nó cháy một cánh đồng luôn, ghê thiệt. Phú Long Tự. Dưới cái nắng chói chang oi bức gay gắt như thế này, em mời cô bác anh chị đi dạo phố, nhìn lại cái con đường kỷ niệm Huỳnh Văn Bánh, huyện Huỳnh Đức năm xưa. Chỗ này có một cái bóng mát nhưng mà không mát lắm. Nó mát ở đâu quá chứ mình chạy đây nó không mát. Thẩm mỹ viện Mai Lisa. Ở đây nhiều cái cơ sở làm đẹp lắm nha. Chăm sóc da, spa, thẩm mỹ viện này, thẩm mỹ viện kia, làm nail, làm tóc. Nè, làm nail, làm tóc. Chỗ này mát quá, đứng chút xíu. Ở bên trái của em là có mấy cái sạp đồ ha. Hàng áo xuất khẩu size từ 27 đến 55 sơn. Đó, cô bác anh chị có thể ghé mua đồ nha. Đây, chỗ này là mấy cái vị trí quần áo xuất khẩu. Phía trước đây là con đường Nguyễn Văn Trỗi ngày hôm nay. Con đường 1 tháng 11 trước năm 75 đó. 1 tháng 11. Bên trái là về cầu Công Lý. Còn bên phải là chúng ta đi lên phi trường. Rồi, may quá, chỗ đèn xanh đèn đỏ này nó mát mẻ chút xíu.
ngay đây có cây xăng đây này cô bác anh chị, không hai cây xăng, cây xăng thuộc Petro luôn. Rồi em đi thẳng nha. Đó, biệt thự đó, nhà phố biệt thự mấy căn này bây giờ người ta đang dán cái bảng cho thuê, cho thuê nhà. Ngay góc này có cái quán cà phê bên phải em này, quán Vườn Xuân. Còn bên trái, bên trái em ở đây có con đường Lê Quý Đôn nha, đường Lê Quý Đôn. Wow, nặng ghê không? Con đường này kinh doanh buôn bán sầm uất mà có bác anh chị thấy không, người ta đóng cửa nhiều lắm. Đường xá vắng vẻ ha. Đó, nhà cho thuê nè. Đó, nhà cho thuê. Đường xá thì vắng vẻ, không có nhiều người. Rồi có chỗ cái bóng mát cái em dừng lại chút xíu. À, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến một con đường cắt ngang con đường Huỳnh Văn Bảnh này. Phòng cho thuê cắt ngang con đường Huỳnh Văn Bảnh này, hình như là ngay chỗ này là con đường Trần Huy Liệu, tức là đường Trương Tấn Bửu năm xưa đó. Trương Tấn Bửu, xung quanh ở đây cũng nhiều con hẻm ghê, có dịp lang thang các cái con hẻm ở đây cũng vui. Rồi bên trái chúng ta sẽ đi về hướng của đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng nha, hoặc là ra kênh Du Lộc luôn. Bên phải đây là đường một chiều thì chúng ta không có đi được, Huỳnh Văn Bảnh giao với Trần Huy Liệu. Và bên phải em ở đây có một con đường này, đường này là nhỏ lắm, đường Trần Cao Vân đó. Xíu à. Bên này em đang đi là hầu như không có bóng mát, bên kia còn có mấy cái nhà cao cao nó che bớt, bên này thì thôi rồi, nắng quá trời nắng luôn, nắng chạy mỡ luôn, nắng muốn xỉu luôn. À, cô bác anh chị mùa này chúng ta cũng cẩn thận điện đóm ban đêm nguy hiểm lắm. Wow, chỗ này có cái bóng mát. Khu vực này không được đậu xe, hãy là người có ý thức. Em đứng ở đây nha, có cái bóng mát chút xíu, không biết người ta có la mình không. Phía trước đây là có một con đường bên trái của em. Hãy là người có ý thức. Có nhà cho thuê nữa nè, có cái gì nó đậu chiếc taxi màu xanh đó, chiếc taxi màu xanh đó là VinFast xanh SM á, xanh SM. Nhà cho thuê không, mấy cái căn to không à. Đây là con đường Hồ Biểu Chánh nha, bên phải của em nè, chạy ra đường Nguyễn Văn Trỗi luôn đó. Bên trong. Rồi em chạy từ từ để cô bác anh chị cùng ngắm nhìn cảnh vật ở đây vào một cái buổi sáng trời nắng gắt.
nhà cửa đồ đóng cũng nhiều các bác anh chị. Đường xá thì em thấy nó thông thoáng quá trời. Trời này mà mấy cô đi nhặt ve chai đi bán, đi mua ve chai hoặc mấy cô đi bán vé số thì thôi rồi luôn. Giăng nắng một ngày nhiều khi bệnh thiệt á chứ. Phía trước là em đi ra đường Lê Văn Sĩ á, Trương Minh Dạng và Trương Minh Ký. Khu vực này vẫn là Phú Nhuận nha cô bác anh chị, ở phường 11 Phú Nhuận. Đó, mấy cô đi mua ve chai đành thụ về sớm chứ không có là nắng kiểu này thì chết dở. Mua ve chai đồ toàn là đạp xe đạp hoặc là đẩy bổ không có bác chị. Nhà cho thuê mặt tiền ở đây cho thuê quá trời luôn á. Rồi em đi ra ngay con đường Lê Văn Sĩ ngày hôm nay nha. Hy vọng các clip này cũng là cái dịp để cô bác anh chị nhìn lại những cái hình ảnh thân quen trên con đường Huỳnh Văn Bánh, huyện Huỳnh Đức, thuộc khu vực Phú Nhuận này. Bên tay phải của em có một con đường ha, con đường có tên là huyện Đình Chính. Huyện Đình Chính là con đường Binh Mạng năm xưa. Chỗ này thì tới cái đường rầy xe lửa. Em đang chạy tới cái đường rầy xe lửa đây. Con đường Lê Văn Sĩ đó, Trương Minh Dạng và Trương Minh Ký. Con đường cắt ngang này là cái đường rầy, đi về bên trái là về ga Sài Gòn ngày hôm nay, cái ga Hòa Hưng, bên phải chạy mong men về cầu Hang Gò Vấp luôn. Cầu Hang thì có cầu Hang trong và cầu Hang ngoài các bác anh chị. Rồi sát bên đây có con đường Trương Quốc Dung, có chợ Trần Hữu Trang. Đây là con đường Trần Hữu Trang luôn nè, Trần Hữu Trang về Trương Quốc Dung rồi về chợ Trần Hữu Trang, hai cái nghĩa địa phong thần năm xưa. Ở đây bảo phải chúng ta lên Lăng Cha Gả nha, bảo trái thì xuống cầu Trương Minh Dạng, thì em sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Tiếp tục con đường Huỳnh Văn Bánh này, Huỳnh Văn Bánh này chạy tới cũng đụng cư xá Kiến Thiết á, một vài cái hình ảnh và những cái thông tin ngay cái vị trí mà em đang đi để cô bác anh chị dễ hình dung ha. Sài Gòn bây giờ thay đổi rất là nhiều, cái tên nó thay đổi thì ông nói rồi, bây giờ tên là hầu hết đổi hết. Nó đóng cửa quá trời luôn á, con đường này mà đâu có ai dạy gì mà đóng cửa nghỉ đâu, người ta buôn bán làm ăn dữ lắm á. Mà trong cái thời buổi này thì thôi, đóng cửa và kèm cái bạn cho thuê. Đầu năm nhiều cái vụ cháy xảy ra lắm, cũng ghê. Cho thuê mặt bằng nè. Rồi cuối đường em chạy tới con đường Đặng Văn Ngữ đó. Ôi. Đặng Văn Ngữ đây là nhà thờ Tân Hòa ha, bên trái em có nhà thờ Tân Hòa. Còn cuối đường để chúng ta về Đặng Văn Ngữ, ở đây là cuối đường đó. 519, 517 là coi như cuối đường. Con đường Đặng Văn Ngữ này thì có tên là Huỳnh Quang Tiên, chùa Giác Uyển. Bên tay trái của em có chùa Giác Uyển. Và
còn một đoạn nữa thôi là tới đường Đặng Văn Ngữ rồi, Huỳnh Quang Tiên á. Con đường Đặng Văn Ngữ này cũng hay. Chạy bên trái là ra kênh Giao Lộc, bên phải thì ra hết đường Đặng Văn Ngữ là đụng con đường Nguyễn Minh Chiếu, tức là huyện Trọng Tiện á. Đó, khu vực này cũng là khu cư xá kiến thiết gần gần đây, đâm thẳng qua các cái con hẻm kia. Bên trái thì chạy qua kênh Nhiêu Lộc, các bác anh chị cũng biết rồi, đường Trường Sa, kênh Nhiêu Lộc. Ở đây thì em sẽ quẹo một chút bên phải nha, đường Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Quang Tiên, một chút bên phải đây. Lâu lâu lắm rồi cô bác anh chị cũng em cũng chưa đi thực hiện mấy cái clip ở đây. Đường này là ra ngay đường Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Trọng Tuyển luôn, tức là Nguyễn Minh Chiếu, cũng gần khu vực Phan Đình Phùng đó. Bên trái của em ở đây là trạm y tế phường. Lên trên này là chúng ta đụng con đường Lê Văn Sĩ này các bác anh chị. Đoạn này là hình như là Trương Minh Ký. Trương Minh Ký. Rồi qua khỏi con đường Lê Văn Sĩ này chúng ta sẽ đụng tới con đường Nguyễn Văn Trỗi nha. Cách mạng 1 tháng 11 đó. Trên con đường Đặng Văn Ngữ này. Hình như là không có đi qua con đường Nguyễn Văn Trỗi đâu. Con đường Đặng Văn Ngữ này là nó chạy tới đường Nguyễn Minh Chiếu là hết rồi. Đây là nhà thờ Ba Chuông nha, em băng qua luôn. Phía sau này có mấy cái ngôi trường Thánh Thomas ở một phần ở khuôn viên bên trong của nhà thờ Ba Chuông đó. Đây cái bức tường của nhà thờ Ba Chuông, phía sau có mấy cái tiệm cơm tấm ngon lắm. Ngày xưa cách đây cũng khoảng chục năm hơn thì em đi lễ Ba Chuông, gửi xe ở cái cổng sau này nè, xong rồi ăn cơm tấm ở ngay cái góc bên trái, có quán cơm tấm này, cơm tấm Ba Viên thôi. Quán này thì buổi tối đông lắm nha, ban ngày người ta cũng có bán rồi nè. Đó, Ba Viên. Ba Viên nhưng mà má cũng viên rồi đó, chứ không phải là Ba Viên không đâu. Đây có trường Hàng Thuyên nè, đó, mấy ngôi trường ở đây luôn. Và phía trước là chúng ta chạy chút xíu là ra đường Nguyễn Trọng Tuyển đây, Nguyễn Minh Chiếu, đường Đặng Văn, trường Đặng Văn Ngữ này. Trời nắng quá, đứng đây chút xíu. Trường Đặng Văn Ngữ này là trường tiểu học ha. Đó, em chạy chút xíu, sẵn tiện đường Huỳnh Văn Bánh xong rồi còn thời gian thì em chạy luôn cái đường này. Ở đây có con hẻm ha, hay con đường mà ngon vậy. Wow, ngon nha. Chút xíu nữa em chạy vô thử coi. Bây giờ còn khúc nữa em ra tới đường, đi hết đường Đặng Văn Ngữ này rồi, còn khúc nữa là hết đường rồi. Đây có con đường Hoàng Diệu. Wow, Hoàng Diệu ở đây ha. Hoàng Diệu chứ không phải là Hoàng Việt. Hoàng Việt bên Tân Bình, đây là Hoàng Diệu. Con đường này cũng hay, chút xíu nữa em quay ngược lại nha. Có vài con đường ở đây. Bên trái của em ở đây là có một cái mảnh đất trống, em thấy là trường giáo dục chuyên biệt. Trường giáo dục chuyên biệt nhưng mà người ta đang để trống cái tường này. Bên trong là bụi tre, mấy cây mít. Đâu, trường giáo dục chuyên biệt đấy hả? Quẹo qua thử coi ở đây người ta làm cái gì nè. Bức tường nhìn nó cũ quá trời luôn. Trong này nhà cửa đã ha, cao.
nhà cao tầng xây kiên cố không à. Ở đây không có trường đâu, ta rào lại ta để vậy thôi, không có trường, nhà cửa đồ ngon lành ha, xe hơi vào thoải mái. Đây con hẻm 16, đây là hẻm 16/2, chỗ xe hơi vô đã. Nhà cũ quá trời này, bên trái của em này, thấy hay hay quẹo vào chút xíu vô hẻm cụt rồi đó. Cái chó không biết dừng lại quay đầu, cái chó nó sủa đấy. Em quay ra nha. Nhà to quá, hẻm đây xe hơi cũng vô được luôn, thoải mái, xe 5-7 chỗ vô được. Mấy cái nhà như thế này nó mới đắt tiền. Con đường Đặng Văn Ngự, Huỳnh Quang Tiên này nó quan trọng hơn, cho nên em sẽ tìm cách để đi cho hết con đường này trước, còn thời gian thì em sẽ qua những cái con đường khác sau. Đó, đây là bên trái là người ta để là trường giáo dục chuyên biệt, không biết chuyên biệt là chuyên biệt cái gì, và bên trong thì trồng cây thôi chứ chưa có ngôi trường nào cả, hay là người ta đã đập rồi không biết. Bên phải ở đây có trường Ngô Tất Tố ha. Trường Ngô Tất Tố, phường 10 Phú Nhuận, đường Đặng Văn Nữ. Ngay mấy cái ngôi trường à, mấy anh Grab là neo đậu không. Còn mấy chiếc xe tải phía sau cho nó qua trước. Ở đây là em đang chạy tới con đường Nguyễn Trọng Tuyển đây, không biết đúng không, nhớ nhớ vậy đó. Có mấy ngôi nhà cũ đó của bác anh chị, có mấy ngôi nhà cũ ở đây nhưng mà không có nhiều nha, còn lại thì người ta đập, người ta xây hết rồi đó. Con đường Nguyễn Trọng Tuyển này, Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn Minh Chiếu. Phía trước có hủ tiếu Nam Vang, Thảo Quán hủ tiếu Nam Vang. Bên trái là có bún bò O Thiện. Gạo trái thì chúng ta ra hướng Lăng Cha Cạ, nhưng gạo phải thì chúng ta ra Ngã Tư Phú Nhuận, hướng Ngã Tư Phú Nhuận. Võ Duy Huy, Phan Đình Phùng. Rồi em quay ngược lại nha, có mấy cái con hẻm đó, mời cô bác anh chị chạy vào. Đường này nhỏ nhưng mà xe cộ cũng đông đúc, nhà cửa cũng ngon lành, đường xá thì cũng trơn láng. Có mấy nhà cũ ở đây, cô bác anh chị thấy cái bức tường 8B Đặng Văn Ngữ, 8C ABC rồi đó. Mười. Rồi bây giờ em sẽ chạy về con đường, con hẻm gì đó đẹp đẹp ở trên con đường Đặng Văn Ngữ này, nó có một vài con hẻm đẹp đẹp. Đó, đi ngang qua cái vị trí trường chuyên biệt này và ngôi trường Ngô Tất Tố. Ở đây là bên trái có một con hẻm nha, hẻm quay bên trái ra, em sẽ đi hẻm đó, hẻm hay đường đây không biết,
thấy nó cũng đẹp lắm. À, đường Hoàng Diệu rồi, qua Hoàng Diệu rồi. Hoàng Diệu là quận 4, là con đường Hoàng Diệu là khá là nổi tiếng. Bên vị trí của Phú Nhuận này thì con đường Hoàng Diệu này lại ngược lại ha, ít có người biết. Đó, em đang đi đường Hoàng Diệu này. Ít có đi. Bên trái là trung tâm thể dục thể thao quận Phú Nhuận. Rồi cái khế nó rụng trái xuống. Khu này có vẻ có một chút gì đó yên bình. Nhà cửa trong này cũng đại gia không mà nha. Ở đây có một cái ngã ba, hẻm 29. Em mau quẹo phải đi. Đây, nhà cũ nè. Đó. Trời ơi, ở trong này nè. Nhà quá trời luôn á cô bác anh chị. Quá trời nè, nhìn nhà giàu không. Hẻm to, nhà mới xây 3-4 tầng. Kính trọng cao tường. Đây là hẻm cục rồi ha. Hẻm cục rồi. Đó, nhà này. Trời, đã đời không. Vào phải tiếp nha, chạy chút xíu nữa coi là sao. Hoàng Diệu này em hình không có ấn tượng gì hết trơn á, không có ấn tượng gì là mình đã đi cái con đường này rồi luôn á. Khi người ta đang đập nhà xây. Không có ấn tượng. Không biết là có ra đường Trần Hữu Trang, Trương Quốc Dung gì không đây. Mấy cái khu này là dễ ra đường Nguyễn Văn Trỗi lắm nè. Nhà ở đây trời, lạc vô mấy cái khu này nhìn hú hồn chứ. Trời, nhà nó to không, có đi gì mới biết đó cô bác anh chị. Ồ, đây là Đại học Kinh tế, đó, con đường Trương Quốc Dung, đó. Em đoán là nó ra tới cái vị trí này. Trương Quốc Dung. Rồi phải thì chúng ta về chợ Trần Hữu Trang được nha. Cái nghĩa địa phong thần ở bên trái ra đường Nguyễn Văn Trỗi này. Là con đường cách mạng 1 tháng 11, khu này toàn là đại gia không luôn á. Lạc luôn vô cái khu đại gia này. Rồi em quẹo phải đây, đi thẳng con đường ra tới đường Hoàng Văn Thụ, tức là con đường Võ Tánh chiếc 575 Phú Nhuận. Quẹo phải ở đây thì chúng ta đi về cầu Công Lý. Quẹo trái thì chúng ta đi lên phi trường. Và ngay cái vị trí này thì em chắc là cũng xin được tạm dừng các clip của mình ở đây luôn. Trời đang nắng rất là gắt, và càng về trưa thì càng gắt. Đó. Khu nhà giàu rồi, lạc vô khu nhà giàu Phú Nhuận rồi. Trời ơi nó giàu thiệt trời. Nhà cửa đâu cái gì hết hồn. Rồi em một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, có những cái điều thú vị trong cuộc sống, nhiều niềm vui, sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Phía trước là chúng ta tới có lẽ là con đường Trần Huy Liệu á, tức là đường Trương Tấn Vượng năm xưa. Đây là cái đường này nè. Đây em tạm dừng các clip nha. Bye bye.